Ai, thế đệ. Nó dở quá hả con? Ăn thiết không vậy? Hít, hít không rồi, hít nước rồi nhả sát. Hít sát rồi, hít nước thôi. Lên lên, đi học. Sao nhà ra lại? Nó ăn hít không? À, kể đó đi. Kể đó đi. Con hít cái nước không? Con nghe cái sáp ra cũng được. Vậy, nó ăn chắc rồi. Đừng có. Kể nó không thích để con gì để nó ăn đi. Ăn hết thịt bò là? Ăn chín. Bò chín. Con đi. Làm thịt bò đi. Ăn rồi đi học. Không ăn nữa chưa? Không ăn là lần sau mẹ không cho làm nữa đâu. Mẹ đã bảo là con nhai cái nước, hít cái nước thôi rồi nhè cái xác ra cũng được. Mẹ đâu có bảo con nuốt đâu. Con nhai đã được. Nhai cái đã, nhai nát cái đã. Không biết ăn là thôi. Không là lần sau cắt hết. Không trứng, không gì hết á. Không có cho bất cứ một gì luôn. Là do nó ăn thì để mà thịt tạng hay nhạt. Đúng rồi, con nhai vậy đó. Nhà chưa nát mà. Nát rồi. Nát nữa cơ, lấy miếng khác nhai nát nữa cơ. À đây, nhai thật nát. Mày miếng nhỏ, miếng to rồi thì không có miếng nhỏ nhai nuốt được mà. Mày có là sự giặc nữa. Thằng đó miếng nhỏ đó nhai nuốt được mà. Mày cắt nhỏ rồi. Đừng có phá ăn đi. Bên nó nhỏ xíu mà. Ăn nè, lau miệng. Mày khát lau miệng này. Sạch chưa?